Thank you so much for the opportunity to say a few words here this evening. First and foremost, I'd like to congratulate the president of this terrific initiative. I think it's so important that us older Australians come to understand the Vietnamese culture. I was very fortunate for many years to have neighbours in Seton who were of a Vietnamese origin. They were fantastic neighbours, and I believe, like most Vietnamese people, industrious, hard-working and honest people. The fact that you people have organised this tonight pays credit to Kevin, the President. I think he does a wonderful job. I know that Kevin and my wife are very close friends, and Maureen, of course, I believe has given Kevin so much help and assistance. And I would ask that you put your hands together for my wife Maureen for the assistance she's provided to Kevin. The fact that we have 186, in excess of 186 ethnic communities in this country, I think is wonderful, because I, as an older Australian, did not know much about many of those cultures until after the Second World War. And it was great for Australians who were somewhat isolated from the rest of the world to come in contact with people from Europe, Asia and different parts of the Northern Hemisphere. So we have been blessed to have these different cultures, these different people come to Australia and made Australia a better country for that. I thank you for the opportunity to say a few words tonight. I think it's a fantastic initiative. I wish you every success in the future and hope it gets bigger and bigger and bigger. Thank you so much. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu vừa rồi của ông Kevin Hamilton. Thank you, Mr. Hamilton, for your kind words. And next up, we would like to introduce John Darley. Can you please come up here, please? Thank you. Tôi xin trân trọng giới thiệu thành viên hội đồng sáng lập phát bang Nam Úc, ông HON Darley sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you and good evening, ladies and gentlemen. First of all, I'd like to thank your President Kevin for the invitation to attend tonight. I'm sure it's going to be a very eventful session. It's always interesting to hear of the different cultures around the world, and I'm convinced that the Vietnamese culture is going to play an important role in South Australia. They say that small things grow into big things, and I look forward to this festival growing into a very big occasion. Thank you very much. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của ông HON Darley. Và tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện của Aussie Group sẽ có đôi lời phát biểu trong buổi tối ngày hôm nay. Thank you so much for your kind words, Mr. John Darley. And next up is the Aussie Group. Can you please come up here? Thank you. Everyone, my name is Joanna from Aussie's Group. We are first of all, would like to thank you for the team who is behind this event for inviting us to be part of it. We're very excited to be here. I just want to introduce that Aussie's Group is a migration and education agency here in Adelaide. So if anyone is interested or have want to consult about it, we're just on one of the booths at the back. So we're also located at level 490 King William Street, just in the Adelaide CBD. So we hope that all of you will have a great time. Thank you for the opportunity. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của đại diện của OC Group.
Thank you very much from Aussie's group. Và xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, Vietfest năm 2017 với chủ đề dòng chảy thời gian. Chúng tôi sẽ đưa quý vị đi theo mạch nguồn lịch sử, tìm về với hình ảnh con người đất nước Việt Nam xưa và nay thông qua hai phần chính của chương trình. Next, we would like to take you through the Vietnam's flow of time with the art performances under two main sections. Number one is historical flashback and number two is cultural inheritance. Và phần thứ nhất của chương trình được mang tên Tìm về cội nguồn. Đây sẽ là những ca khúc, những điệu múa nhẹ nhàng, uyển chuyển, đưa chúng ta tìm về với những giá trị truyền thống, những hình ảnh đậm đà bản sắc quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Through the traditional songs and folk dances, you will have the chance to explore an ancient and elegant Vietnam with the vast traditions of poetic historical harmony. Phần thứ hai của chương trình được mang tên Tiếp bước truyền thống, một Việt Nam tươi mới, tràn đầy năng lượng và sức sống sẽ là những hình ảnh mà chúng tôi mang đến quý vị trong tối ngày hôm nay thông qua những giai điệu trẻ trung, những điệu múa tươi vui và những bài nhảy sôi động. In the second part, we would like to introduce to you a contemporary Vietnam with enthusiasms and dynamics of the new generation. And now, let us all begin the first part of our performance tonight. Và bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào phần thứ nhất của chương trình tối ngày hôm nay, tìm về cội nguồn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi người dân Việt Nam không thể thoát ly đất mẹ của mình như những người con không thể thiếu mẹ. Đất nước là cội nguồn, là máu thịt, là những gì thiêng liêng nhất đối với mỗi con người. Tâm thế có thể khác nhau, nhưng trái tim thì vẫn luôn hướng về một biểu tượng bất tử chung, người mẹ dân.